bạn thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Tiếng Hàn Tôi Yêu Mỗi Ngày được phát sóng trên kênh Facebook của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số cụm từ liên quan đến chỉ thời gian, và những cụm từ này được dùng rất phổ biến trong sinh hoạt thường ngày của người Hàn Quốc. Cụm từ thứ nhất mà chúng ta sẽ làm quen đó chính là cụm từ 금방 당김. Các bạn nhìn xem có giống nhau không ạ? Hai từ này chúng ta chỉ đổi vị trí thôi là chúng ta có được hai từ khác nhau rồi. Và ở trường thì các thầy cô sẽ giảng giải cho các bạn ý nghĩa của hai từ này là 금방, có nghĩa là ngay, sắp, ngay thôi. Và nó có thể tương tự với một phó từ, đó chính là 곧. Thế còn 방김 chỉ một hành động vừa mới xảy ra, và chúng ta có thể dùng tương tự với từ đó là 이제 막. Hiểu một cách đơn giản thì 금방 chỉ một hành động sẽ xảy ra trong một tương lai gần, nghĩa là cái hành động đó sẽ được diễn ra ngay trong một thời gian ngắn tới đây thôi. Thế còn 방김 thì nó hướng về hành động đã xảy ra trong quá khứ, vừa mới xảy ra gần đây. Để có thể hiểu rõ hơn cách dùng của hai từ này, chúng ta sẽ cùng nhau xem ví dụ qua đoạn hội thoại sau. 민수 씨, 점심 약속 있어요? 없으면 저랑 나가서 밥 먹을래요? 아, 저 방금 전에 먹었는데 어쩌죠? 아, 맞다! 준철 씨 금방 올 거니까 준철 씨랑 드시면 되겠네요. Thêm một cái điều nhỏ nhỏ nữa, đó là đôi khi thì mình cũng thấy các bạn Hàn Quốc dùng từ 금방 giống hệt như là từ 방김, cũng có nghĩa là vừa mới vừa làm xong một cái gì đó. Thế thì các bạn lưu ý rằng đây là thuộc về thói quen ngôn ngữ, chính vì vậy mà chúng ta cũng không nên có gì quá lạ lẫm đối với cách dùng này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ được làm quen với cách dùng của từ 어제 nhé. 어제 có nghĩa là hôm qua, và nó sẽ nói về một cái thời điểm xảy ra trong quá khứ, đó chính là hôm qua, đúng không ạ? Nhưng bên cạnh cái từ 어제 thì người Hàn Quốc còn dùng thêm một từ nữa cũng với ý nghĩa tương tự, đó chính là 어저께. Và cái từ 어저께 này thường dùng trong sinh hoạt từ ngày hôm, đặc biệt là các bạn Hàn Quốc rất hay nói với mình như vậy. Các bạn lưu ý để chúng ta mở rộng thêm vốn từ và làm phong phú hơn cách dùng của mình nhé. Và tiếp theo thì chúng ta có một cái nhóm từ nữa cũng chỉ thời gian mà cũng rất là đơn giản, đó là gì ạ? Hôm nay, ngày mai, ngày kia, chúng ta sẽ có những từ là 오늘, hôm nay, 내일, ngày mai. Thế thì còn ngày kia sẽ là 모레, đúng không ạ? Và nếu như các bạn hỏi là ô thế ngày kia thì chúng ta sẽ nói như nào nhỉ? Thật là có thể các bạn sẽ thấy hơi buồn cười, nhưng mà người Hàn Quốc người ta đã ghép từ 내일 và 모레 để nói về ngày kia, đó chính là 내일 모레. Chúng ta đã bao giờ dùng những cái từ chỉ thời gian như vậy không ạ? Hy vọng rằng sau bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thể sử dụng một cách thành thạo hơn, nhuần nhuyễn hơn những cụm từ chỉ thời gian trong tiếng Hàn Quốc. Các bạn có thể thấy rằng là đôi khi chúng ta chỉ cần suy nghĩ một cách đơn giản, take it easy trong cái cách sử dụng ngôn ngữ, là chúng ta có thể nói một cách rất tự nhiên như người Hàn Quốc vậy. Và nội dung chia sẻ của chuyên mục đến đây là hết rồi. Hy vọng rằng Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ nhận được nhiều những sự quan tâm cũng như là đóng góp của các bạn để xây dựng chương trình ngày một thú vị hơn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.